xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, shop cập nhật giới thiệu và bán tới bạn những sản phẩm huyền thoại từ hãng xe đạp Twitter. Và đây là những chiếc xe đạp đua Twitter bảng 2021. Shop đã về ngập kho đủ size đủ màu, có 3 size, size 46, 48, 50 và đủ màu với xe đạp đua Twitter T10 Pro bảng 2021. Shop về 10 màu, có màu đen đỏ đỏ đen, màu ghi Mark Toyota, màu xanh, rất nhiều màu luôn. Và có 3 size. Còn Twitter Thunder thì về 7 màu, 3 size, 46, 48, 50. Vâng, từng màu sắc thì cũng shop sẽ làm review cập nhật và bán tới bạn. Trong video này, shop cập nhật giới thiệu và bán tới bạn xe đạp đua Twitter T10 Pro bảng 2021. Ngay bây giờ shop sẽ đi chi tiết từng cấu hình luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, đây chính là chiếc xe đạp đua Twitter T10 Pro bảng 2021 màu xanh ghi, hay được gọi là màu đất sét. Màu này rất là mới và rất là đẹp, được hãng xe đạp Twitter mới phát triển năm 2021. Màu mới từ hãng xe đạp Twitter chỉ có trong năm nay bạn nhé, mới có trong năm nay thôi. Twitter T10 Pro và Twitter Thunder với kiểu dáng khung tuyệt đẹp, khung khí động học, được hãng Twitter phát triển từ năm 2019 đến nay. Kiểu dáng đẹp, chất lượng carbon nhẹ, được rất là nhiều dân chơi xe ưa chuộng, và đặc biệt ở Việt Nam thì đã được nhiều khách hàng đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua rất nhiều bởi vì cấu hình cao, giá rất phù hợp. Twitter T10 Pro bảng 2021 có khung càng cọc yên bằng carbon. Hãng Twitter thì sử dụng sợi carbon nano cùng với công nghệ EBS Technology xử lý bề mặt carbon bên trong và bên ngoài cùng với chất sơn rất là bóng đẹp đây. Ở chiếc Twitter T10 Pro thì đang sử dụng tem phản quang viền cho chữ Twitter này bạn nhé. Đây, phản quang viền. Ở phuộc cũng thế, ở bánh trước thì có tem phản quang, bánh sau thì không. Yên, chiếc yên này cũng là bản mới nhất từ hãng Twitter bản 2021. Pua tăng tay lái bằng hợp kim nhôm, tay lái dạng dẹp, tay lái thiết kế theo khí động học và cáp thì âm trong tay lái và âm trong khung. Tay lái dạng dẹp thì khi bạn điều khiển xe để tay ở vị trí này thì rất là thoải mái, không bị ê cùi tay đây. Phanh trước, phanh sau sử dụng phanh của hãng Retropic, phanh chống bó, có cần gạt thay đổi nhanh chiều căng của cáp, rất là hay. Cặp bánh đang sử dụng cặp bánh của hãng Retropic với vành nhôm hai lớp cao 4 cm, lan hoa bằng thép, chân lan hoa inox và sử dụng cặp Meyer của hãng Retropic, cũng là cặp đời mới nhất bạn nha, bằng nhôm cắt CNC, chạy bi bậc đạn rất trơn và trớn. Lốp ở bản 2021 này sử dụng lốp Maxxis 700x25C, vâng, tiêu chuẩn của xe đua. Và cái thương hiệu Maxxis rất là nổi tiếng về sản xuất lốp ô tô, lốp xe máy và lốp xe đạp bởi vì chất lượng thương hiệu và cặp lốp này thì rất là bền. Và điểm đặc biệt ở bản 2021 Twitter T10 Pro huyền thoại từ hãng xe đạp đua Twitter đây, sử dụng group Shimano 105R7000 được sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc T10 Pro này đang trang bị 3 món 105 gồm tay đề số, tay đề lắp Shimano 105R7000, gạt đĩa Shimano 105R7000, gạt lip Shimano 105R7000, sử dụng lip thả 11 tầng của hãng Sugik và bộ đùa đĩa trục rỗng của hãng Retropic bằng nhôm cắt CNC và trục rỗng, công nghệ trục rỗng. Cốt giữa sử dụng cốt FBB. Đây là tiếng nổ của lip bạn nha. Sử dụng đôi Meyer bi bạc đạn của hãng Retropic thì rất là trơn. Đây shop đang quen rất là nhẹ. Rất trơn và trớn luôn. Twitter T10 Pro bảng 2021 màu xanh ghi, hay được gọi là màu đất sét, rất đẹp của Twitter T10 Pro. Và đang có mức giá cực tốt luôn. Shop đang có đủ size, đủ xe, đủ màu để bạn lựa chọn, có tới 17 màu bạn nhé. 17 màu và từng màu sắc, từng model. Shop sẽ làm review chi tiết, bạn thích màu nào liên hệ trực tiếp với shop, gửi đường link, hình ảnh chi tiết từng chiếc xe, từng màu sắc để bạn mua xe rất dễ dàng, đơn giản từ shop xe đạp thể thao VIP.com. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ở nhà đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua được xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Vâng, rất dễ dàng và đơn giản, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, ở tỉnh nào, ở thành phố hay nông thôn, đến với shop sẽ mua được xe bởi vì shop đang bán rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại, từ xe đạp đua, xe đạp địa hình, xe đạp touring, xe đạp nam, xe đạp nữ, xe đạp cấp, không thiếu chủng loại nào. Và có nhiều cấu hình, nhiều mức giá, nhiều kích cỡ, nhiều màu sắc để bạn lựa chọn
Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh Xe Đạp Thể Thao Vietcombank. Vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày, bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video từ shop Xe Đạp Thể Thao Vietcombank.